trong lại hai cái giải đất mà. Sở gỗ Tùng Tám kính chào bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 26 tháng 11 đây, thì chúng tôi đang bàn giao gia đình nhà chú Thụ tại khu Đồn Điền. Đây. Hình ảnh ngôi nhà của chú phía bên ngoài đây. Chúng tôi có bàn giao một bộ ghế cái tivi ở trong phòng khách này. Viện. Đây. Bộ ghế trường kỷ cũng như là chiếc kệ tivi chúng tôi vừa bàn giao đây, thì tôi quay lại video clip ngắn làm kỷ niệm với gia đình. Đây, quý khách hàng có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đây, bộ trường kỷ gỗ lim. Đây là một chiếc kệ tivi sofa phẳng trơn. Đây, tổng thể bộ sản phẩm đây. Quý vị khách hàng có nhu cầu liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà chú Thụ tại khu Đồn Điền, Đồng Lương, nhà. Ok.